Tùng xà. Tùng xà với đôi tùng xà. Cười chắc về thế. Quay đi cho đến. Vâng. Cây chắc cây lang bảo bao nhiêu cô? Cây chắc này đang bảo để lại bao nhiêu đây? 3 đồng. 3 đồng. Bán cho kia cây 4 triệu. Nhỉnh luôn. Còn cái đôi này cô? 3 triệu. 3 triệu 1 đôi đúng không? Rồi anh em biết. Có cái quay phim này hết pin mất rồi. Còn cái này hàng kỹ để nó đắt đấy. Rồi tùng xà này nó lâu lắm, lâu lắm. Tùng tuyết quá kỹ rồi. Tuyết tùng này, tùng xà tuyết tùng này. Cái này phải chơi một đôi, chơi đôi sao chứ lấy không bán. Đúng rồi, cây bán nó mất giá, nó đi theo cặp. Cặp thằng nó thích lên đôi này nó không có cái giá nào, như có vợ có chồng rồi. Rất kỹ nhé. Tùng xà này nó lâu lắm nó mới được cái này. Lâu lắm. Em ai mua bán sao? Vâng. Chắc 3 đồng. Chung là các bác nào mà thích chắc thì quất cây này được, nhưng mà về phải làm đấy. Về bệ thì nó có tự nhiên rồi, ông ấy lũa lũa một tí, còn tán thì phải làm. Xơi chắc này cũng hay đấy. Thì sang bên này quay chi tiết chặt quá. Đôi tùng xà với đôi sam trái. Sang bên này tí để quay mà cho nó kỹ cái chắc. Các bác nào thích thì quất nhá. Thêm cái đề mới. Đấy. Cái đề rất ngoằn ngoèo. Rất ngoằn ngoèo. Đấy. Tí nữa tôi lại quất cái cây ổi tím này các bạn. Rất nghiện ổi, rất nghiện chơi ổi. Có cây ổi nào là quất cây ổi đấy. Không thể ngợi. Giá mà tôi còn cái cây ở nhà làm một đôi này thì đẹp quá.
kỹ hơn mấy cái cây hôm trước tí.